Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là bộ nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Vâng, cặp loa JBL Centurion và đang được Âm thanh Đức Hạnh ghép với một chiếc Omni Lachman L505UX và một chiếc đầu CD Marzahn 94 Limited. Vâng, hai sản phẩm của ngày 2 tháng 5 năm 2018, Âm thanh Đức Hạnh xin tiếp gửi hai vị khách hàng đến từ hai tỉnh thành khác nhau. Vâng, cặp loa JBL Centurion và một chiếc Omni Lachman, Âm thanh Đức Hạnh xin tiếp gửi hai vị khách hàng đến từ hai tỉnh thành khác nhau. Vâng, những vị khách đã đặt niềm tin trọn vẹn bên cửa hàng những sản phẩm vừa về đến cửa hàng thì hai vị khách cũng đã đặt hàng ngay. Vâng, do nghỉ Tết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Vâng, hôm nay Âm thanh Đức Hạnh mới test gửi cho chú Linh và anh Sinh. Vâng, cặp loa JBL Centurion, Âm thanh Đức Hạnh xin test gửi chú Nguyễn Kỳ Linh. Địa chỉ của chú là 268 đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Phú Quốc. Vâng, sản phẩm thứ hai là chiếc Omni Lachman L505UX còn nguyên thùng xốp. Âm thanh Đức Hạnh xin tiếp gửi anh Vũ Tiến Sinh. Địa chỉ của anh là số nhà 201 đường Lý Thái Tổ, thành phố Thái Bình. Vâng, cửa hàng cảm ơn hai vị khách rất nhiều. Vâng, hai vị khách đã đặt niềm tin trọn vẹn bên cửa hàng và tin tưởng dùng những sản phẩm bên cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh. Vâng, cặp loa JBL Centurion còn rất là mới. Vâng, sau bài test này thì Âm thanh Hạnh xin đóng hàng gửi cho chú Linh cặp loa JBL Centurion còn rất đẹp. Chiếc Omni Lachman L505UX còn nguyên thùng xốp, rất mới. Chiếc Omni Lachman mặt phay ánh kim. Vâng, sau đây mời quý vị và các bạn cùng vào thẩm âm. Và cháu mời chú Linh vào thẩm âm cặp loa JBL Centurion và một vị khách là anh Sinh, anh đến từ Thái Bình, vào thẩm âm cho mình một chiếc Omni Lachman. Vâng, do ngoài trời mưa rất to nên quý vị và các bạn cùng mà lắng nghe. Ai kia đôi thay màu nhìn bước chân đôi mình lạc nhau. Lên cao màu trắng chan hoa vui biết.
đi bước chân đôi mình lạc đường.
Vâng, ngoài trời mưa rất to. Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.